Cho anh em quay trở lại với kênh của Minh Biker thì hôm nay mình phải nói về vấn đề về nhân viên bên mình ha. Thì khi mà làm việc với lại những chiếc mô tô thì khó thì cũng không khó, nhưng mà dễ thì cũng không dễ. Nó cần một cái là gọi là làm việc là phải có tâm, phải yêu chiếc xe, phải thích chiếc xe thì mình mới làm được. Chứ mà không thích, không yêu nó, không quý nó, không chăm nó thì không bao giờ các bạn làm về xe mô tô được. Đó, qua đây mình sẽ cho mấy bạn coi ví dụ chiếc xe này. Chiếc xe này nó rất là đơn giản ha. Việc về chỉ cần rửa, chăm và lột keo ra thì cơ bản xe nó mới rồi, 6.000 cây. Nhưng mà mấy thằng em của mình nó làm, mình rất là thất vọng. Có thể nói rất là thất vọng luôn. Cái này có thể nói là làm sơ sài, làm cho có, làm để cho xong á, chứ mà không có quý một chiếc xe, không có thích một chiếc xe, không có mến nó mà làm cho đàng hoàng. Ví dụ nha, lột keo thì á, lột chỗ để chỗ còn, đây chỗ này đỏ, chỗ này để lại còn đen đó, anh em thấy chưa? Rồi chỗ này, cái này á mình đã hướng dẫn tụi nó hết rồi, là phải tháo ra từng cái. Tháo này ra để lột hết keo, anh em coi kỹ nè, chỗ này nè, nhám nhám nè, keo này nè. Đó, đó, sực vậy nè. Đó, rồi gì nè. Đó, rồi làm gì cho có rồi giao cho khách hả. Đó. Rồi. Rất là nhiều. Rồi rửa xe, chà xe, không có chà sạch, tay dơ ình luôn. Đó. Quay gần cho anh em xem. Rất là nhiều chỗ thiệt sự rất là bực mình luôn á anh em. Nhưng mà phải nói thôi, khi mà làm xe bên nào cũng vậy, đây ở đây cũng vậy nè. Cái cứ lột ra, đây lột xong để nhám nhám nè, thấy không? Đây, rồi đây, tự nhiên chỗ đỏ chỗ đen. Nhìn tổng thể chiếc xe nó như một cái thằng ăn mày vậy đó em. Thà khỏi lột, đây nữa nè em. Đây nữa nè, cho anh em coi nè. Đây nữa nè. Đó, thấy chưa? Làm như vậy mà nghĩ sao làm được, hay thiệt. Đây, rửa nè, rửa xe nè, xà bông còn dính nè, anh em thấy không? Rồi, rất là nhiều chỗ. Rồi lột keo ra, không chà keo. Nói chung là mình cũng không biết là sao luôn. Nói chung là mình cũng bó tay. Cái này á là không phải là nói tụi nó để cho tụi nó biết là làm xe dễ, nhưng mà nó không có đơn giản. Để làm một cái chiếc xe á là mình phải yêu chiếc xe, mình làm chiếc xe nó mới đẹp. Chứ mà làm sơ sài, làm cho có, làm để sơ sài vậy á thì khó chịu luôn. Giờ mình không biết diễn tả bằng từ nào. Nếu như tụi em thấy tụi em làm đúng á thì ok, có khán giả đó, khán giả tự xem clip. Tại vì mình nói tụi nó không nghe, mình nói tụi nó cứ sơ sài hoài, hết chiếc này tới chiếc kia. Thì đó, khán giả đánh giá đi, làm như vậy có được hay không, làm như vậy có ok hay không. Phải chi con xe này là một con xe nát, một con xe tàu lao dọn lại thì có thể nói gì, xe này xe lướt mới chạy có 6.000 cây à, cơ bản cái chất nó đã mới rồi, chỉ cần về lột keo và rửa xe thôi mà làm không được nữa. Đây, qua đây cho anh em coi nè, rửa xe mà nó còn dơ y chang vậy luôn. Thấy chưa? Thấy cái vết dơ chưa? Đó, dơ y chang nè, đó, nè trong cái mâm nè. Không có chịu chà, không chịu lao. Cho anh em tự đánh giá nha. Chứ là anh không có đánh giá nữa. Mấy anh em tự đánh giá. May con xe này nó mới vậy, rồi qua những chỗ khác xe cũ rồi sao? Rờ con xe mà bụi tay không luôn á. Tại vì công việc mình rất là nhiều và mình muốn tìm một người thật sự yêu xe để làm về xe. Còn cảm giác như muốn làm xe để làm sơ sài kiếm tiền thì đảm bảo luôn, không bao giờ trụ được với nghề được hết á. Quay phía trước cho anh em xem nè, quay hết luôn cho anh em xem. Tại vì tổng thể con xe đã mới rồi, nó là xe lướt rồi. Hồi sáng em mới cho nó ăn xong, nó ăn hết rồi á. Mới đổ cho ăn xong, sáng nó ăn hết rồi. Rồi dắt nó đi ỉ rồi đó.
nó ị cục trước đó, còn hồi tối là nó ị ở trong đây là thúi lắm, em mới mở máy lạnh lên cho bay bớt mùi á đó. Đó là những gì Minh chia sẻ đến cho mọi người như vậy á. Nói chung là thực sự là mệt và nó không biết nghe. Mấy anh em lên đây, mấy anh em cầm lên coi thử sao. Nếu như mà có sự xuất hiện một chiếc như thế này nữa mà làm kiểu này nữa thì thôi, coi như là anh em mình không làm việc chung với nhau được nữa. Đó, góp ý để cho tụi em phát triển hơn, chứ không phải là góp ý để nói tụi em đây là anh quay lên cho khán giả người ta sẽ nhận xét. Và khi nói luôn anh em, khi anh em làm về xe thì anh em phải yêu quý nó, mến nó, cực kỳ thích nó, dù nó là một chiếc xe nhỏ hoặc xe lớn, mình muốn nó đẹp nhất có thể để mình đem đến cho những người dùng là con xe đẹp thì mình phải có tâm. Đầu tiên là phải có tâm trước. Tại vì mình nói rất là nhiều ở ngoài luôn, mình nói một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, rất là nhiều lần luôn. Anh em nghĩ đi, đánh bóng á, đánh bóng mà tự nhiên bên đây đánh rồi bên đây để lại, tha hai bên đây để lại rồi lên thấy ổ chợ trên đấy đóng quyền vàng luôn đó, thì cảm giác lúc đó rất là bực đó. Bây giờ nói luôn đó, có anh em trực tiếp, anh em xem kênh làm gì có được hay không, nếu được thì đó, chứ bây giờ mình cũng chả biết nói cái gì luôn á đó. Thì sẵn đây mình nhắn gửi những anh em mà sắp tới có một hai anh em muốn làm chung với mình thì đó, muốn làm thì mình phải yêu xe, phải mới xe, phải làm cho tỉ mỉ. Cái này nó không có dễ, nó không có khó gì đó anh em, chỉ cần mình tỉ mỉ, mình chăm chút con xe là con xe tự động nó đẹp lên thôi. Rồi.